What's up everyone? Welcome back. Chào mừng các bạn đã tiếp tục quay trở lại với mình. Và hôm nay mình tiếp tục series Redball Gun in Redball 4. Now, let's go. Hôm qua thì ngày Valentine mình có làm một cái video về Redball Gun. Đấy, khá nhiều review. Cho nên là hôm nay mình tiếp tục quyết định hoàn thiện nốt series này. Hôm nay thì tới có thể mình cũng làm thêm nhiều cái Redball animation nữa. Và mình với chị đang hoàn thành cái nước chuẩn bị tất cả mọi thứ về nhanh chóng, vì hơi mất thời gian lúc đầu chuẩn bị trước đến sau. Bây giờ mất thời gian nhưng về sau thì mình không phải quá nhiều thời gian trong video nữa. Rồi thì mình hoàn thiện từ 9 rồi mình vừa vào phát đấy, để như mất thời gian. Như chả mình bỏ qua ngôi sao của cái này đấy đơm rồi cố gắng ăn với mình xem kìa. Rồi đoạn này biết ngay mà nhẹ quá không đủ cái đà để mình vệ sinh chưa nó lại rồi. Cái này chưa mất, mình lừa con lợn đi sang kia. Lợn đi sang bên này thì mình có thể đợi được nhốt nó ở đây không, đây không phải con lợn, đàn lợn mới mà còn thì chính là cái con trong zone bay tsunami vật gây cảm hứng như đấy và mod lên cái bôn. Chết nhiều quá nhỉ, bụi nhanh nhỏ đoạn này người ta lừa con bot anh chẳng ngăn chúng bot lên. Quá đi à. Rồi mình ra. Mắc quáng rồi nhỉ. Chơi rất nhiều rồi nhưng vẫn không nhớ được cái đoạn này. Cố gắng ăn nốt con này. Cẩn thận không thể chia mắt lớn là mình vội quá. Mình đứng ở đây cho hai bên cân bằng nhau thì xem mới qua được. Rồi 14. Cái đoạn này hay chết đâu. Đấy, không nghĩ ý phát rồi người kia chết luôn. Phải đó rồi. Và giờ thì đẩy viên đá làm sao. Đúng rồi. Để khi nào được con bot, nhìn con bot ở kia rồi. Bot ấy chỉ để ngồi im đấy cho Redball Gun này đập đầu. Rồi. Mày. Rồi. Và giờ thì chuyển sang cho mấy bot. Đây là cái bot gốc, không thay đổi gì cả, đổi nó sang màu xanh thôi. Oh. Nằm hả? Rồi. Thank you.
ta sẽ làm. Trông có vẻ quẩy mạnh ngu. là cái bản animation mình tính toán sai giá trị của nó. Cho nên là con bot thì nó lăn, lúc mà nó lăn không được đẹp lắm. Nào mình sửa lại một chút cho nó đẹp. Rồi, mình này. Nào, và giờ thì tiếp tục sang màn tiếp theo. Level 16. Xem thế giới ninja. Level 16. Let's go. Sao lại chết nhỉ? Rồi, lăn đẹp con kia. Rồi. Sai lầm. Stupid mistake. Nào, ra đây. Cho người văn nữa. Đẹp luôn. Mỏi mắt thế nhỉ? Mình chơi một tí mình mỏi cả mắt. Nhanh cũng là răng cưa nổ bém mất. Rồi, tạm biệt. Ai là con ninja. Đây. Ôi mẹ, sửa lại thời uống nước. Ninja. Đây nào. Right over here. Rồi. Đây thì mình sẽ bước qua nơi này. Hôm nay thì chơi nốt nạo mà thôi, vượt qua được không? Bẹp. Không đủ lực mới đà chứ. Mẹ lên. Rồi, xoay đều. Mày chết. Hay của 21. Không mất mạng nào. Đây. Tao đã đẩy xuống. Rồi. Không nhìn nó bị tấm bot cái hạ mà. Thanks for watching my video.